Những người thành công có thể người ta không biết tại sao người ta thành công, nhưng mà người ta đang làm theo đúng những cái tố chất của những người thành công. Khi mà nền kinh tế Việt Nam bắt đầu mở năm 90 thì hầu hết tất cả những cái doanh nhân đều nghèo khổ thế hết. Thì nó tạo ra một cái lớp doanh nhân mà nó làm bước đệm để cho cái nền kinh tế Việt Nam hội nhập hơn. Thì mình thấy là cái việc trả giá cho một cái sự thành công là phải có, buộc phải có những cái sự kiên trì và quyết tâm rất cao. Từ cái năm mà bắt đầu làm khởi nghiệp đến bây giờ, 20 mấy năm tôi chưa bao giờ đi xem phim. Đấy là chuyện thật 100%. Thực ra đối với các doanh nghiệp Việt Nam thì chúng ta cũng phải cùng nhau mình thừa nhận là chúng ta cũng đều nhỏ hay nghèo cả. Đúng, đa số là như thế. Cái việc có một cái tài sản rất lớn của chúng ta, đấy là sự chân thật và tính trách nhiệm. Thực tế là mình làm sai, mình bảo tôi sai, tôi chịu trách nhiệm, tôi xin lỗi ông, lần sau tôi làm khác. Mình là lãnh đạo hay là mình là chủ đầu tư, là chủ của doanh nghiệp, thì mình phải coi nhân viên như khách hàng. Đặc biệt là người ta nhìn vào cái người chủ là người ta có nhiệt huyết hay không, có máu lửa hay không, có làm bằng trái tim hay không.